Cảm ơn nào có ý kiến không ạ? Rất mong sự góp ý của các bạn. Mời bạn Mai. Có thể cho mình một ví dụ hoặc là giải thích rõ thêm là tại sao đối với cái lãi suất á, thì nó lại nghịch biến đối với đầu tư. Cảm ơn bạn nha. Câu bạn, bạn Mai hỏi là tại sao lãi suất lại nghịch biến với đầu tư? Câu này cho Trang họ trả lời luôn cho bạn Mai nha. Khi mà lãi suất tăng, giả sử như khi mình đi vay vốn ngân hàng đi, mà lãi suất tăng thì khi đấy mình sẽ phải có một cái kế hoạch là mình đầu tư cho nó hợp lý. Vì khi lãi suất tăng mà mình nếu mà không có sự cân nhắc đầu tư á, thì lỡ mà nó bị lỗ vốn cái thì mình không có tiền trả. Vì vậy mà mình phải cân nhắc nhiều hơn. Khi mà cân nhắc nhiều thì cái đầu tư nó sẽ giảm thấp xuống hơn là khi mà lãi suất nó thấp. Cảm ơn bạn. Trả lời thêm câu hỏi của Mai nha. Khi mà ngân hàng thắt chặt cái chính sách tiền tệ như là tăng lãi suất vay vốn hoặc là tăng cái nâng cái lãi suất vay vốn hoặc là tăng cái lãi suất tái cấp vốn á, thì khi đó là cái lãi suất vay vốn của thị trường nó sẽ tăng và doanh nghiệp nó sẽ có doanh nghiệp nó sẽ thu hẹp cái quy mô sản xuất kinh doanh lại. Vì vậy và lúc đó thì hậu quả là cái nguồn cung và hàng hóa nó sẽ giảm. Cho nên là cái đầu tư của doanh nghiệp nó giảm. Vì vậy lãi suất nghịch biến với đầu tư. Mình xin trả lời cái câu hỏi là chi tiêu tự định là gì? Theo nhóm mình nghĩ là chi tiêu tự định là khoản chi tiêu mà các doanh nghiệp có khả năng sử dụng cái nguồn vốn của doanh nghiệp để mà đầu tư mua sắm các thiết bị. Theo như Hàng nói thì chi tiêu định là mua đầu tư mua sắm các thiết bị thì đó thuộc vào chi tiêu đầu tư, như định nghĩa của các bạn đã nói là chi tiêu đầu tư là đầu tư và mua sắm thiết bị nhà máy. Ý nhóm mình là chi tiêu tự định là cái khoản mà các doanh nghiệp có khả năng để mà chi tiêu ra, là cái khoản nguồn vốn mà doanh nghiệp có được để mà chi tiêu tự quyết định. Lại nghĩ là chi tiêu tự định là một cái khoản chi tiêu cố định mà doanh nghiệp dù muốn dù không thì bắt buộc vẫn phải chi ra, chẳng hạn như tiền thuê mặt bằng, tiền thuê nhân công hay gì đó. Ý của nhóm mình cũng tương tự vậy. Bây giờ mình xin trả lời tiếp câu hỏi là trong cái ví dụ là khi mà y bằng 400 cộng 0,2 y lớn á, thì cái 0,2 đấy chính là mình xin trả lời câu hỏi của bạn Hằng nha. Hồi nãy bạn hỏi là khi sản lượng quốc gia tăng thêm một đơn vị đúng không, thì cái chi tiêu đầu tư sẽ tăng thêm 0,2, và bạn hỏi là chi tiêu đầu tư với sản lượng có quan hệ gì? Thì chi tiêu đầu tư và sản lượng nó có mối quan hệ đồng biến. Thì ở đây bạn nhìn trên hàm đầu tư bạn cũng có thể thấy được điều đó mà. Cái đó là mình biết, nhưng mà ý mình hỏi là từ cái ví dụ đó thì cái phản ứng giữa cái sản lượng và cái y á, tức là cái ảnh hưởng giữa cái sản lượng đến cái đầu tư y là lớn hay là nhỏ, chứ không phải là nó đồng biến thì là mình biết rồi, hiểu không? Tức là từ cái đầu cái sản lượng y tăng thêm một đơn vị thì cái đầu tư y sẽ tăng 0,2, thì từ cái số liệu đó thì mình muốn biết là cái phản ứng giữa cái sản lượng đến cái đầu tư y là lớn hay nhỏ. Trang trả lời ha. Khi cái sản lượng cái 0,2 này nó phụ thuộc vào là sự thay đổi đầu tư, hay nó khác là cái dao động đầu tư á.
với cái dao động nói gì ta, và cái sản lượng, có nghĩa là 0,2 này sẽ bằng cái delta của cái đầu tư á, chia cho cái delta cái sản lượng. Thì cái cách tính là vậy, còn cái hàm đó là hoạt hàng đồng biến. Bạn có thắc mắc gì không ạ? Bạn nha. Phụng xin trả lời câu hỏi của bạn là chi tiêu đầu tư của doanh nghiệp thì sao lại bao gồm luôn cái phần chênh lệch tồn kho trong năm của doanh nghiệp. Thì theo nhóm mình suy nghĩ là chênh lệch tồn kho của doanh nghiệp có nghĩa là giữa năm trước và năm sau, thì ví dụ như trong tồn kho thì mình có là tồn kho nguyên liệu bán thành phẩm, thì mình sẽ xác định được cái số chênh lệch của nó là bao nhiêu để mình có thể thu hoặc là chi đầu tư ra để mua thêm vào. Anh Diễm có đồng ý? Mời bạn Thu Trang ạ. À, cho mình hỏi là cái mấy bạn xác định IM như thế nào? À, chi anh đầu tư biên nha. Dạ, cái phương trình là y bằng y không cộng với im y á, thì nó cũng giống giống cái phương trình là c bằng c công c không cộng với cm y. Vậy thì cách tính im cũng tương tự cách tính cm vậy đó, nghĩa là nó bằng cái delta y mà chia cho bằng delta y chia delta d y à. Thì đúng rồi, là bằng delta y chia delta d y à. Còn bạn nào còn câu hỏi nào hay nữa không ạ? À? Câu hỏi này sẽ được bạn Tô Kiều Trang trả lời. À, tôi xin trả lời câu hỏi của các bạn. Thay mặt cho nhóm tôi xin trả lời là ví dụ như là y bằng y không, trong một ví dụ như là chúng tôi là có cái nếu mà không có các ảnh hưởng khác từ bên ngoài thì chỉ có nó cái biếm là chi phí đầu tư sẽ phụ thuộc vào cái chi phí đầu tư tự định, như là ví dụ như có một mình mở một công ty sản xuất hàng may mặc, thì cái việc chi tiêu đầu tư tự định nên đều cần thiết là phải có là máy móc, nhà xưởng, mặt bằng gì, có mặt bằng, tổng cái chi tiêu rất là cần thiết đó. Ví dụ như là chúng ta cần khoảng 200 triệu, thì cái đầu tư tự định ở đây là chúng tôi nghĩ là 200 triệu về y là bằng 200 triệu. Nó không phụ thuộc vào sản lượng của việc không phụ thuộc vào sản lượng quốc gia, nên là cái y bằng 200 triệu thì nó sẽ song song với sản lượng quốc gia là bằng 200. Các bạn có thắc mắc gì không ạ? Các bạn thấy có trả lời đồng ý với câu trả lời của nhóm tôi chưa ạ? Nhóm chúng tôi xin nói lại, ở đây là đầu tư tự định là nó cái khoản rất là cần thiết, nhất định phải có, là
đã mình tính ra đã có trước có sẵn. Ví dụ như mình tính tất cả các cơ sở mà cần thiết để sản xuất ra cái mặt hàng đó để duy trì cho công ty của mình á, thì mình cần phải có nhà xưởng, chi phí cho nhà xưởng, máy móc, nhân công, lao động, rồi mặt bằng để như đặt công ty, cơ sở, cái văn phòng đó, mình tổng tất cả những thứ cần thiết đó lại. Ví dụ như mình đầu tư, mình tính tất cả là khoảng 200 triệu, thì cái Y ở đây là sẽ bằng 200, đơn vị là triệu đồng. Chúng ta có cái hàm là Y bằng 200, thì lúc đó nó không phụ thuộc vào sản lượng của quốc gia. Cái Y đó sẽ không phụ thuộc vào sản lượng quốc gia, và chúng ta có cái đồ thị là song song nằm ngang với sản lượng của quốc gia. Các bạn có đồng ý chưa ạ? Rồi, cảm ơn các bạn. Trang xin nói thêm một, nghĩa là cái cách này là cách tính đơn giản nhất, có nghĩa là cái mà đầu tư nó là một cái yếu tố rất là nhạy cảm, nó nhiều thành phần, nó nhiều cái yếu tố tác động lắm, nên là cái cách này là chúng ta đơn giản nhất. Ý nghĩa của nó như là mình chỉ tính những cái đầu tiên là cái vốn mà mình cần đầu tư cơ bản thôi, đến khi các cách sau thì người ta nói thêm các yếu tố khác như là lãi suất này, hoặc là thêm vào đó là do sản lượng quốc gia phụ thuộc nữa. Cái này cách đơn giản nhất, nôm na là nó vậy đó. Phần thuyết trình của nhóm đến đây là hết. Còn rất nhiều sự nên là mong cô và các bạn bỏ qua cho. Dạ cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn cô ạ. Dạ em mời cô ý kiến. Tôi có micro rồi. Rồi mời các anh chị về chỗ, cảm ơn các bạn.